Ok, nhà anh Mobile xin chào tất cả các anh chị em nhé. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 thì em lại lên một clip giới thiệu và bán hàng cho anh em nhé. Hôm nay em có chủ yếu là LG. LG về thêm rất là nhiều anh em nhé. G8X 2 SIM có Velvet, cả LG Wing anh em nhé. Có mỗi một con thôi. G8 và V50S thì vẫn còn, V30 và lớn này. Thêm mấy con Samsung A95G và Note 9 anh em nhé. Ok, thì anh em cùng đón xem chi tiết ở trong video nhé. Ok, thì cửa hàng mình có địa chỉ ở số 137 Ban A, Hà Đông, Hà Nội. Anh em ở gần thì có thể qua xem trực tiếp nhé. Còn anh em ở xa thì bên mình có ship code anh em vui lòng cọc trước 1 đến 200 tùy vào giá trị của đơn hàng nhé. Tiền cọc thì sẽ trừ thẳng vào tiền máy. Ship đến thì anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Máy bán ra thì bên mình bảo hành 3 tháng. Ok. Mọi thắc mắc về chi tiết sản phẩm cũng như mua hàng thì anh em có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho mình qua số điện thoại 0765 826886 anh em nhé. Ok. Thì đầu tiên hôm nay em giới thiệu cho anh em LG trước nhé. LG đầu tiên là con này là con V30 Plus này. V30 cộng anh em nhé. Đấy. Con này thì cấu hình cao hơn V30. RAM 4GB, bộ nhớ 128 nhé. RAM 4 bộ nhớ 128, chip của nó là Snapdragon 835, màn hình 6 inch. Con này màn hình độ phân giải 2K luôn anh em nhé. Và pin thì là 3000. Ok. Máy thì zin full chức năng nhé, màn đẹp không ám ố. Đấy anh em. Màn còn cực kỳ đẹp nhé. Con này màn 2K khá là sắc nét. Hình thức thì tầm khoảng là 99. 99 thôi nhé. Có duy nhất một con 98 thôi. Duy nhất một con 98 màu vàng. Máy thì là bản Nhật một SIM anh em nhé. Máy bản Nhật một SIM. V30 Plus này để bán cho anh em với giá là 2.350.000 nhé. 2.350.000. 98% thì là 2.250.000. Có hai màu, đen và màu vàng. Ok. Anh em cần màu gì thì cứ liên hệ cho em nhé. Đấy, em test qua camera cho anh em này. Anh em cam khá là đẹp nhé. Có cả cam góc rộng luôn. Cam trước. Ok, đầy đủ anh em nhé. Con này thì phím nguồn nó là kiêm cả phím vân tay ở sàn mặt lưng anh em nhé. Hoặc là chạm hai lần là mở máy này, chạm hai lần tắt máy anh em. Cái phím nguồn này thì gần như là không sử dụng. Ok. 2.250.000 đến 2.350.000 anh em nhé. Anh em cần màu gì cứ liên hệ cho em. Rồi, tiếp theo thì là đến G8X 2 SIM này. Con này là con duy nhất của mấy con LG hôm nay có 2 SIM anh em nhé. Đấy. Vân tay trong màn hình luôn. Rất là nhạy. Thì cái con G8X 2 SIM này thì cấu hình là RAM 6, bộ nhớ 128. Màn thì 6,4 inch. Pin là 4000 anh em nhé. Con này chạy chip 855 anh em nhé. Thôi anh em, con này chạy chip 855 luôn. Đây, con này thì là G8X nhưng mà nó là bản demo anh em nhé. Bản demo này. Cho nên là cái mặt lưng nó sẽ có chữ V50S. Dùng thì ok anh em nhé. Máy thì vẫn là zin, không ảnh hưởng gì. Anh em cần thì cứ liên hệ cho em. Màn đẹp này, không ám ố. Màn đẹp không ám ố. Anh em cần một con máy bắt buộc với 2 SIM thì dùng con này là hợp lý nhất anh em nhé. Và giá con này em bán cho anh em với giá là 3.550.000. 3.550.000 anh em nhé. Cấu hình cao. Vân tay trong màn hình 2 SIM. Màn đẹp không ám ố. Hiệu năng thì dùng khá là ổn trong tầm giá anh em nhé. Vẫn có jack 3.5 tai nghe. Ok, máy đẹp 99 nha anh em nhé. Máy đẹp 99. Ok. 3.550.000 anh em nhé. Anh em cần thì cứ liên hệ cho em. Tiếp theo là đến em giới thiệu cho anh em đến con LG Wing này trước nhé. Con này thì em có duy nhất một con này. Duy nhất một con thôi. Con này cũng có vân tay trong màn nhé. Vân tay cũng cực kỳ mượt. Con này là hai màn, màn hình xoay anh em nhé. Đấy. Trước em đã bán rồi nhưng mà đợt này hết không về được anh em ạ. Rất nhiều anh em hỏi thì anh em cần thì
liên hệ sớm với em nhé, có duy nhất một con thôi, anh em nào liên hệ trước thì em bán. Thì cái con LG Wing này thì cấu hình của nó là RAM 8GB anh em nhé, RAM 8, bộ nhớ 128, màn 6.8 inch, pin thì là 4000 anh em nhé. Con này màn cực kỳ to và đẹp nhé, màn đẹp không ám ố. Máy thì con này hình thức 98 anh em nhé, 98 đây, nó bị chảy một góc này, chảy một góc đây thôi, còn lại là đẹp nhé. Cạnh trên thì đẹp, không chảy gì. Kính cam đẹp nhé, có xước ở ngoài này một vết này, không ảnh hưởng gì đến chụp ảnh anh em nhé. Vì nói sơ qua với cái màn hình phụ này thì anh em có thể vừa xem phim này, xem YouTube, vừa nhắn tin ok nhé. Đây, thì kể cả chơi game, nó cũng có nhiều tính năng để chơi game nhé. Thì cái phần màn hình phụ này nó sẽ hiển thị bản đồ, nói chung là khá là nhiều, anh em mua về có thể trải nghiệm được. Nghịch sau vọc vạch đây vẫn còn nguyên cả những cái YouTube của Hàn Quốc này. Máy này bản Hàn một sim anh em nhé, máy bản Hàn một sim. Con này màn khá là đẹp anh em nhé, màn đẹp và to, pin 4000 sử dụng ok. Cái con này cam trước của nó là dạng thò thụt anh em nhé, cho nên màn nó sẽ full view, không nốt ruồi, không tai thỏ giọt nước gì cả. Đấy, anh em cho anh xem, cho anh em xem cái cam trước của nó đây nhé. Cam trước thò thụt anh em nhé. Đấy, cam x1 x2 góc rộng đầy đủ anh em nhé. Ok, thì con con LG Wing này bán cho anh em với giá là 5.850.000 nhé, 5.850.000. Đấy, ok, duy nhất một con anh em nhé, máy màu đen, 5.850.000. Tiếp theo là đến LG Velvet này. Velvet này là bản Mỹ anh em nhé, máy bản Mỹ. Cấu hình thì RAM 6, bộ nhớ 128, màn cũng là 6.8 inch nhé, pin là 4300. Đây, hình thức thì 99 anh em nhé, máy hình thức 99 vẫn còn đẹp, có con còn cả siêu ly lông ở trên đầu chưa bóc anh em nhé. Máy con này là màn hình cong, màn hình cong anh em nhé, cực kỳ đẹp luôn. Con này là một trong những con LG mà em thấy nó thiết kế là đẹp nhất anh em nhé. Cam thiết kế khá là đẹp, ba cam sau đây anh em, x1 x2 góc rộng đầy đủ anh em nhé. Cam trước này khá là đẹp. Ok, thì LG Velvet này em bán với anh em vẫn giá cũ 4.700.000 anh em nhé, giá là 4.700.000. ok, máy bản Mỹ một sim anh em nhé, màn hình cực kỳ đẹp luôn, không ám ố anh em. Rồi, tiếp theo là đến V60 này. V60 con này cũng là bản Mỹ một sim nhé, con này thì cấu hình RAM 8GB, bộ nhớ 128, con này chạy chip 865 luôn anh em nhé, chạy chip 865, màn hình 6.7 6.8 gì đấy anh em nhé. Con này pin thì là 5000, cực kỳ trâu. Anh em cần một con máy hiệu năng cao, pin tốt thì dùng con này hợp lý anh em nhé. Máy thì hình thức 99, vẫn còn siêu ni lông chưa bóc anh em nhé, vẫn còn siêu ni lông chưa bóc, hình thức 99. Ok, em có cả màu trắng nhé, con này là màu xanh. Màu xanh thì cạnh viền nó là màu vàng anh em nhé, màu xanh cạnh viền vàng, còn màu trắng thì là cạnh viền màu bạc. Ok, thì con V60 này em bán cho anh em với giá là 6.350.000 nha anh em nhé, 6.350.000, giảm 100 cho anh em nhé, giá cũ là 6.450.000. Ok, con này cấu hình khá là cao nha. Rồi, tiếp theo em chuyển sang đến LG G8 này. G8 cũng là bản Mỹ một sim, con này thì cấu hình là RAM 6, bộ nhớ 128, chip 855, màn hình 6.1 inch, pin là 3500 anh em nhé. Đấy, anh em cần một con máy màn hình nhỏ gọn thì dùng con này, màn nhỏ nhưng mà độ phân giải cao anh em nhé, 2K cực kỳ đẹp, máy đẹp,
màn đẹp không ngắm ố. Thì G8 em có hai màu đen và màu đỏ anh em nhé. Đen này là kiểu đen tím, tím than ấy, chứ nó không phải là đen xì nhé. Đỏ thì cũng rất là đẹp. Con này em bán cho anh em giá 3.650.000 này. 3.650.000 hôm nay giảm còn 3.550.000 anh em nhé. 3.550.000. Ok. Rồi, tiếp theo là đến V50S nhé. V50S thì ngoại hình giống y là G8X anh em nhé. Nó chỉ khác cái bộ nhớ bên trong thôi. Cấu hình thì RAM 8GB, bộ nhớ 256, chip 855, màn 6.4 inch, pin cũng là 4000. Thì anh em cần một con máy có bộ nhớ trong cao để lưu trữ nhiều ấy, thì dùng con này. Nó là 256GB anh em nhé. 256GB. Và V50S này thì em có hình thức từ 98 đến 99 anh em nhé. 98 thì giá là 4.050.000, còn 99 thì giá là 4.150.000 anh em nhé. Ok, con này cũng có vân tay trong màn hình nhé, dùng khá là nhẹ. 4.050.000 đến 4.150.000 anh em nhé. Ok, cuối cùng video thì em giới thiệu cho anh em ba con Samsung lẻ này. Con này là con A90 5G. Con này thì cấu hình là RAM 6, bộ nhớ 128, màn 6.7 inch hay sao ấy. Pin thì là 4000 anh em nhé. Con này em không nhớ là cấu hình lắm đâu, anh em có thể xem lại nhé. Cái con này thì màn hình đẹp nhé, màn đẹp không ngắm ố. Hình thức phẩy. Hình thức phẩy này. Hình thức phẩy anh em nhé. Con này thì em bán giá cũ là 3.900.000, hôm nay giảm 100 còn 3.800.000 cho anh em nhé. Máy màn đẹp không ngả mổ. Con này chạy chip 855 anh em nhé. 855, màn đẹp không ngả mổ. Máy zin cũng có vân tay trong màn hình nhé. Ok, kéo nút 9 này. Nút 9 bản Hàn, có cả một sim và hai sim anh em nhé. Cấu hình thì là RAM 6 cũng như 64, màn 6.4 inch, pin cũng là 4000 nhé. Máy thì là máy đẹp 99. Máy đẹp 99 anh em nhé. Máy một sim thì em bán cho anh em giá 4.700.000. 4.700.000 anh em nhé. Còn máy hai sim là 4.900.000. Ok, anh em cần máy màu gì, một sim hai sim thì cứ nhắn tin cho em nhé. Cuối cùng anh em cho xin nút like, nút đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để theo dõi những video mới nhất bên mình nhé. Chào tất cả anh em.